Hoàng Anh Gia Lai đang tham dự giải bóng đá giao hữu chuẩn bị cho mùa giải mới tại Pleiku, Gia Lai. Bên lề giải đấu này, huấn luyện viên Kiatisak cho biết, giấc mơ của tôi khi còn là cầu thủ là giành ngôi vô địch. Giờ đây, khi đã trở thành huấn luyện viên, tôi vẫn muốn làm được điều tương tự cho Hoàng Anh Gia Lai. Đã rất lâu rồi Hoàng Anh Gia Lai chưa trở lại với ngôi vô địch V-League. Lần gần nhất đội bóng làm được điều đó đã là các mùa giải 2003 và 2004, huấn luyện viên Kiatisak nói thêm. Cũng theo quan điểm của vị huấn luyện viên người Thái Lan, việc giành chức vô địch V-League với Hoàng Anh Gia Lai trong mùa giải này sẽ có những ý nghĩa đặc biệt. Huấn luyện viên Kiatisak chia sẻ, chúng tôi muốn giành thành tích để dành tặng người hâm mộ. Bản thân tôi muốn vô địch để tưởng nhớ ba thành viên của câu lạc bộ vừa qua đời gồm trợ lý huấn luyện viên Dương Minh Ninh, tiền đạo Paulo Oliveira và bác sĩ Đào Trọng Trí. Hoàng Anh Gia Lai đã chuẩn bị cho giải đấu này từ khá sớm, sau giai đoạn rèn thể lực vừa rồi, toàn đội tham gia một giải đấu giao hữu. Giải đấu này giúp các cầu thủ rèn luyện, đồng thời giúp các cầu thủ đỡ chán hơn so với nếu chỉ tập luyện mà không thi đấu cọ sát, vẫn là lời của huấn luyện viên Kiatisak. Một thông tin quan trọng khác đối với đội bóng phố núi, được Zico Thái tiết lộ, đó là tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh sẽ ở lại với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Thông tin này tạm thời dẹp đi những lo ngại rằng Tuấn Anh sẽ chuyển sang đội bóng mới. Tuấn Anh là cầu thủ hiếm hoi còn sót lại từ khóa đầu tiên của Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai JMG. Đây là khóa đào tạo có những cái tên rất nổi tiếng như Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Văn Thanh, Hồng Duy. Những cầu thủ này đã rời Hoàng Anh Gia Lai để khoác áo các đội bóng mới. Cũng theo Zico Thái, các mùa giải vừa rồi Hoàng Anh Gia Lai có đôi chút không may nên chưa thể tiếp cận với ngôi vô địch V-League. Đặc biệt, ở mùa giải năm 2021, Hoàng Anh Gia Lai đã dẫn đầu V-League nhưng không được công nhận ngôi vô địch do giải đấu phải ngưng giữa chừng vì dịch Covid-19. V-League năm 2023 đến năm 2024 sẽ khai diễn vào cuối tháng này.